Vâng, xưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Đây là video trực tiếp Mộc Nam Huy giao bộ ghế cột 12 mẫu nghê đến cho gia đình cô chú Tài Phúc. Vâng ạ, đây là bộ ghế đã được sơn hoàn thiện và cũng là khách hàng có tới xưởng kiểm tra và ký nhận rồi. Hôm nay thì công tác là Mộc Nam Huy giao tới cho gia đình để hoàn thiện cho gia đình sản phẩm để mà có cái bộ ghế đẹp để mà ngồi tiếp khách quý chị nhé. Và đây là cái không gian phòng khách có diện tích bề ngang là 5 và bề dài là chừng khoảng 5m đến 5m rưỡi, lôm la là cỡ khoảng chừng 25m² cho tới 30 quý chị nhé. Cân đối sử dụng rất là đẹp và hợp lý khi mà xếp bộ ghế ra này. Đấy, còn cả bề trống bên đây nó rơi vào khoảng 3 viên gạch 60 6318 đúng không ạ, và còn 2 viên gạch là hành lang đi xuống để được võng xếp rất là gọn gàng. Gia đình thì có tủ dép, kệ tivi, nói chung là phòng khách là đủ tiện ích. Với bộ ghế này thì xin được giới thiệu lại cho quý anh chị, đó là bộ ghế nghê, là mẫu nghê 3 đầu, mẫu cột là cột 12, cột đạp nguyên khối quý anh chị nhé, không tâm, không dính giật tất nhiên rồi. Tay tì cũng tiếp tục là bản tay tì 12 đó, và bản trống thì tương tự đó là bản trống rồng. Đấy, bản trống rồng rất đẹp. Và đây là phần mặt ván quý chị nhé. Mặt ván là có độ dày là 2 phân rưỡi cưa, còn lại là cỡ 2 phân 3. Bản vai đây, vai được đục dạo tay bèo hoa lá tây. Còn bản chân thì là bản đầu lân chân móng. Mẫu này thì đã rất quen thuộc khi mà Mộc Nam Huy có quay các cái sản phẩm này trong trạng thái mộc và cũng có giới thiệu đến quý anh chị khách hàng rồi. Thì đây là một cái mẫu hàng nó được làm với cái tiêu chuẩn của chất cây nữa. Ở ngoài những cái tiêu chuẩn mà giới thiệu thì quý anh chị có thể xem ở các cái phần gầm đáy này. Khi mà cái tiêu chuẩn cây thì được làm với dạng như là sạch sẽ nhất có thể quý anh chị nhé. Đó, gầm dưới quý anh chị có thể xem đây. Đó, chất lượng cây là sạch sẽ nhất có thể ở trên cái tiêu chuẩn của hàng này. Đó, và mẫu nghê rất là đẹp. Và đây là bộ cột 12 thì như Mộc Nam Huy có cân đối cho phòng khách là cứ rơi vào tầm 25 đến 30 mét vuông thì rõ ràng đó là xếp cái sản phẩm lên nó rất là gọn và rất là đẹp. Với bộ này thì cái bản băng là bản băng 3 người ngồi, ghế thì chắc chắn rồi, khách là 2 người và nó có thêm 2 cái đôn. 2 cái đôn này thì được làm theo dạng là 2 đôn thấp, thì đôn thấp một chiếc để đầu bàn và một chiếc để đầu băng. Với chiếc để đầu băng thì chúng ta có thể cân đối đến việc để nó ra khu vực phía ngoài. Khi mà ví dụ những ngày mà có thêm khách ấy, thì có thể để một người chịu khó ngồi trên cái đôn đó là được. Và đây là bộ ghế cũng được đục chạm luôn cả hai mặt, bao gồm mặt sau của ghế đơn và ghế băng dài quý anh chị nhé. Màu sắc của sản phẩm thì đưa vào là rất là đẹp. Tuy nhiên thì với sản phẩm này, khi mà nó đi cùng cái bộ của nó đấy là cái chiếc kệ tivi, thì nếu như mà quý anh chị khách hàng mà có để ý một chút thì cái chiếc kệ này nó hơi thấp nhá. Thì đây là cái bộ ghế thuộc diện bộ ghế salon, còn cái kệ tivi kia thì nó sẽ dành cho những bộ ghế sofa và những cái bộ ghế thuộc dạng như là salon nệm ấy. Vậy nên thì khi ngồi chúng ta để ý là cái góc tivi nó hơi thấp, thì ở đây Mộc Nam Huy có tư vấn cho gia đình là sẽ làm thêm cho gia đình một cái chiếc gọi là cái đế để kê cái tivi nó lên chừng cỡ 15 cho tới 20 phân là đẹp nhất, để cân đối cái sản phẩm và nó sẽ có cái góc chúng ta ngồi chúng ta nhìn thì nó sẽ đẹp nha quý chị nhé. Và đây là bộ ghế có giá là 47 triệu tại xưởng. Mộc Nam Huy có báo cho quý anh chị rất chi tiết rồi, giá thì công khai tại xưởng hết. Kính mặt bàn có tặng kèm vào với sản phẩm này và thêm các cái phần quà tặng đi kèm. Vâng, xin được cảm ơn tất cả quý anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay cùng với xưởng gỗ Mộc Nam Huy. Đây là video quay tận nhà cho khách khi mà sản phẩm đã được hoàn thiện, bàn giao và xếp trong một không gian rất là đẹp. Quý anh chị có nhu cầu cho sản phẩm thì có thể liên hệ tới xưởng qua 2 số điện thoại được ghi trên màn hình nhé.